Làm cái này là nó phải mỏng đều, mà làm cái nào cũng trúng cái nào, nó đẹp có hai lần chín thôi. Nhìn hai trong cơ công này phải giống như nhau. Từ ngày 2020 đến giờ vẫn cứ 30 triệu. Thấy người ta cứ đến người ta mua thế thôi, sau này là người ta mang đi, xong người ta mới đi thế thôi. Chứ con không có nghĩ ra là nó được đi cặp nước. Các cụ cứ bảo cái lồng bàn của ông Trần Văn Khá là lồng bàn man tuyên. Chính tôi là gốc người làng nghề ở đây, mà cái nghề cho đến tôi đây là 4 đời làm rồi. Các con tôi thì nó lại không có theo nghề này, mà chỉ có tôi với bà này làm nghề. Tôi làm cái nghề này từ lúc con 6-7 tuổi. Nhiều các mặt hàng, mạ hàng rất nhiều. Mình làm được cái hàng cỏ với những cái hàng đại trà thì cảm thấy nó bình thường. Thì muốn chuyển sang cái sản phẩm lồng bàn này, cái thứ hai nữa lại là vừa là chơi lại vừa là sử dụng. Nên là tôi và quyết định chuyển sang cái lồng bàn này. Hai ông bà làm là 2001. Đầu tiên thì sản xuất 1-2 cái xong cả là làm trong 1-2 ngày, tự nhiên là có khách đến là mua luôn. Từ đấy đi 1-2 tháng này tôi vẫn cứ sản xuất bình thường như thế, là toàn khách nước ngoài đến mua mà làm không kịp. Tại sao nó khó là vì lý do là không gạo được sợi mây này. Miệng là ông làm cái nguyên liệu thật nhỏ và cạo thật mỏng như tơ bồ lìa. Thế mà tôi xem, tôi đan, tôi dừng đến đâu mà tôi sợ thấy cái này là dây là bọn. Ông chút đi cho một tí nữa. 1.200 công này nó rối mù hết đi. Nó cứ chi chít lại. Kể cả giữa các những người thợ giỏi ở cái thôn Phú Vinh này cũng không thể đan được. Người ta có mó vào thì là nó mỏng quá. Thế là nó mềm mà nó không đan được. Thế như đối với tôi thì càng mỏng, mềm thì nó lại càng mềm, nó lại càng đẹp, nó lại càng bóng. Mà nó không có lối lọ. Từ đây xuống đến đây là 7 ngày. Từ đây vào đến đây là 7 ngày. Còn tôi làm này 2 ngày. Thế thì trong cái lúc mà tôi cạo nguyên liệu thế này thì bà ấy lại tết những cái hoa này, tết cái hoa này. Thế nên là kết hợp hai ông bà làm 20 ngày xong một cái. Từ ngày 2020 giờ vẫn cứ 30 triệu. Triển lãm ở hội chợ thì cái phái đoàn nhất vào đây không phải là đan, đây là dệt. Thế mà ông bảo ông phải tìm bằng được cái người đàn thế này. Tôi cũng ngồi ở trên cái sàn thế này đàn thế này, là tất cả cái hội chợ là người ta xúm lại để xem cái đàn, mà người ta cứ giơ ngón tay thế này thôi, người ta cứ thế này là số 1. Nếu mà không say mê thì tôi không làm được cái sản phẩm này cả. Rất say mê, miệng là tôi cứ đàn được nhiều là tôi càng thích cái nhiều thôi. Tôi đang mong có người học nhưng không ai học được. Có chị còn nhờ bà đoàn cho tôi đấy là trẻ cả mây cho này, dành thời gian cho thì không làm. Sau này có già chết đi, không có ai đàn được nữa.